Fashion. Trong tập trước, 11 cô gái đã thực hiện phần thi catwalk, chụp hình đơn và chụp hình nhóm với giám khảo Lương Gia Huy trên bãi biển trong trang phục bikini. Một số thí sinh đã hoàn thành xuất sắc cả 3 phần thi, nhưng lại có những thí sinh chưa làm hài lòng ban giám khảo. Lần này, có đến 6 thí sinh sẽ bị lọt vào top nguy hiểm. Ban giám khảo sẽ loại trực tiếp đến 3 thí sinh sau phần thi phụ. Trong phần lựa chọn các gao này, 6 gương mặt bị lọt vào top nguy hiểm là ai? Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong 2 phần thi của mình. Trên tay anh là 5 cái tên, đồng thời là 5 cơ hội dành cho 5 bạn an toàn. Nhưng anh lại muốn công bố những bạn vào top nguy hiểm trước. Đánh giá về phần các quốc chung thì Huy thấy trên mặt tinh thần là ai cũng là hoàn thành cũng được 60-70% rồi. Đầu tiên là bạn Kim Anh. Kim Anh thì cho anh thấy rất là nhiều năng lượng khi Kim Anh đi catwalk. Nhưng mà ở phần thi photoshoot thì anh mong Kim Anh làm được nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà phần thi photoshoot thì Kim Anh làm hoàn toàn chưa được quá xuất sắc. Kim Anh, lúc trước khi chụp thì anh nói quyến rũ, tập trung. Thêm nữa là cái thời gian em có 30 giây. Bản thân anh cảm thấy em quá nhanh đi. Đối với anh, những cái gì đẹp mình chậm lại cho người xem thì trong nhiếp ảnh nó cũng vậy, phải cho họ thời gian, cho bạn nhiếp ảnh có thời gian để chụp lại cái khoảnh khắc của em. Về cái phần mà photoshoot và những cái ý kiến của ban giám khảo nói, em thật sự rất tiếp thu và em công nhận là em có những cái vấn đề như vậy. Nhưng mà riêng về cái phần catwalk ấy thì thật sự là lúc mà em bước đi em đang cảm thấy là hơi mất tập trung từ chính các ban giám khảo. Thật sự đây là sự thật, kể cả camera cũng không quay em lúc đó. Cái em đang đi rất là tự tin và em đang bị khớp lại. Ôi, có ai đang... Có thể anh trả lời cái đó cho em được. Dạ. Công việc của em đâu phải là quay phim. Công việc của em không phải là một giám khảo ở đây. Kể cả, anh nói kể cả khi trong photoshoot thật sự, em là người mẫu, chỉ biết làm người mẫu và hiểu cái vai của mình. Vì những cái sự ảnh hưởng khác mà bị ảnh hưởng tới em, người nhìn ra đầu tiên là em chịu trách nhiệm. Tại cái phần của em lo chưa xong. Một người mẫu khi mà người ta đã bước lên đường băng, dù biết trên sàn đó có rất là nhiều nhà thiết kế nổi tiếng coi họ trình diễn, nhưng mà vô tình
người thiết kế đó, hoặc là vô tình cái camera không quay được cái khúc đó, hoặc là người ta không chú ý với mình, thì chẳng lẽ mình khựng lại và mình mất tập trung, giữ vững cái thần thái lúc đó mình cứ đi tiếp, thì lỡ đâu người ta quay nhưng mà ta vô tình quay qua lại, ta lại thấy mình trong một cái tư thế ok hơn, người ta đang nói chuyện bên đây, hoặc là người ta đang nhìn thí sinh, hoặc là nhìn cái bạn đi trước này, cái ta quay lại cái thấy bạn bị loạn trạng lại, trong đầu người ta sẽ suy nghĩ bạn liền. Em truyền cho chị cái năng lượng chị nhìn thấy khi em đi catwalk. Nhưng cái vấn đề về photoshoot đấy, cái hình thể của em tại sao em lại lấy cái áo che đi mất? Cái áo để có thêm những cái phần tạo dáng nó chung với cái phần gió, nó sẽ giúp cho em có cảm giác bay bổng hơn. Gửi lời khen cho em với sự sáng tạo của em. Nhưng mà lần sau ráng cố gắng chọn cái màu áo hợp với cái màu áo em mặc. Khi em cầm cái màu đó, áo đó là màu trắng, đúng không? Thì em sẽ nhìn màu trắng trước. Cảm ơn Kim Anh. Xin được phép gọi tên bạn Ngọc Dung. Nói chung xét về mặt ngoại hình, ta em là một trong những thí sinh có chiều cao nổi trội hơn tất cả còn lại. Còn về chụp hình, khi mà anh chụp hình anh cũng đã có nói tươi lên em ơi, thử cười thêm sao. Rồi người ta đang chia sẻ và mình nghe lắng nghe được hay không, mà mình thực hiện hay không, cái là điểm cộng và điểm trừ của mình. Và cái đó cũng là một trong những cái để nổi trội hơn những thí sinh khác. Tại vì thứ nhất là em cười không có được đẹp, với lại em sợ em cười nó sẽ... Tại sao em biết em cười không đẹp? Em cười đẹp mà. Tại vì em đã có nhiều, em thử nhiều lần chụp. Hồi giờ em chụp hình em có thấy tấm ảnh này em thật cười trong lòng chưa? Bạn cười với lại cái cơ mặt của bạn. Nên đương nhiên người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Và đương nhiên khi mà cái camera chụp vào thì nó sẽ focus là nó toát lên được cái vẻ đẹp đó. Chỉ vậy thôi. Chứ đừng có bao giờ mà căng mặt lên. Một cô gái rất là xinh xắn, dễ thương, ngân hòa. Sự tập trung của em, ánh mắt em, anh đều có. Anh cần sự bộc phá hơn nữa. Anh có nhiều tấm hình đẹp của em, nhưng an toàn. Hồi kiểu đi du lịch, em chưa nói cho bản thân em biết ngày hôm nay em là người đẹp nhất. Thì xin cho anh gọi tên bạn Huỳnh Thi. Tại sao lại đào thải một cái thí sinh mà mạnh và có tiềm năng như vậy, và lại là ngay cái lĩnh vực của Huỳnh Thi nữa? Em catwalk thì chị cảm thấy em là bạn catwalk gần như là tốt trong số tất cả các bạn ở đây. Nhưng mà em lại khiến cho mọi người thất vọng về cái vấn đề chụp hình của em. Chị thấy em rất là nhiều dáng, em đang làm mọi thứ nó quá lên. Cơ thể em vốn dĩ đã đẹp rồi, em chỉ cần nhẹ nhàng, chỉ cần đơn giản. Em thể hiện cái thần thái của em là em đã đẹp rồi. Riêng anh, bức hình em không tạo dáng là đẹp nhất. Đầu tiên em xin phép nói, những cái khoảnh khắc mà khi mà em tạo dáng nhanh, đó là do em tận dụng thời gian. Nhưng cái lúc đó anh có nghĩ là photo bắt hơi chậm, nên cái những cái tấm hình của em, những cái khoảnh khắc xuất sắc nó đã bị bỡ lỡ. Khi mà mình làm việc với một cái photo mới, và người photo đó khi mới vô 1-2 shoot đầu như em nói, và thấy cái nhịp của họ không bắt mình rồi, nếu mình là người chuyên nghiệp thì mình phải tiết chế lại. Và khi em tiết chế thì luôn gặp sự cố với sóng. Đối với anh không muốn dùng từ tại gì. Một cô gái mặt rất sáng, cười rất tươi, rất xinh, nhưng có mỗi một khuyết điểm hơi xíu xíu thôi. Thanh Huyền. Thực sự thì Huyền có một nụ cười rất là tươi, mặt tươi, rất thích hợp cho những cái vai trò, ví dụ như phim và quảng cáo. Nhưng mà có thể là qua một cái môi trường mới, những cái phần tạo dáng thì mình lại không dung hòa được cái từ cái khuôn mặt và cái hình thể của mình. Thưa bao giờ em đi thi cuộc thi nào liên quan về thời trang và liên quan về model cả. Thế nên là những cái này nó cũng khá là mới. Lần này nữa thì anh cần em phá cách chút xíu. Cái gì nó mới tí xíu, sáng tạo tí xíu nữa. Chúc anh. Gương mặt em đẹp, rất đẹp. Dùng cái tóc chút xíu. Máy camera ở đâu, vét cái tóc ra, tại nó che mất cái đẹp của em. Anh chỉ khuyên em điều đó. Khi mà kêu tên em ra đây thì em đang suy nghĩ gì trong đầu? Sáu bạn vào tóc nguy hiểm thì em nghĩ là chắc là cũng sẽ có em. Lý do tại sao mình lại nhục chí như vậy? Không phải nhục chí, ở đây là lần đầu tiên em catwalk, và cũng đây là lần đầu tiên em mặc bikini để chụp hình. Có thể là em chưa có đủ cái kinh nghiệm. Khi mà em bước ra đây, anh thấy một cái gì đó bản lẽ không như 5 người còn lại. Em thi, em muốn chiến thắng không? Dạ muốn chứ. Muốn. Nãy giờ em bị nhức đầu, phải em đứng em hơi choáng. Ok. Nhưng mà cuộc thi nào cũng vậy nha. Chỉ cần tinh thần em xuống một tí xíu thôi thì tất cả người còn lại người ta sẽ bắt bài em, và người ta có thể lấn át em. Dù các bạn giả tạo không được, hoặc các bạn thật cũng được, nhưng mà các bạn làm sao đó đừng để bị đào thải. Cuộc chơi nó cũng có quy luật của nó. Chúng ta hãy gạt bỏ tất cả những căng thẳng, thoải mái tinh thần cho phần thi tiếp theo của mình, đó là phần thi photoshoot tại bể bơi. Và phần thi này thì anh chỉ được phép giữ lại 3 cô gái.
Chị có nghĩ rằng đây cũng là một thử thách không? Có nghĩa là họ bắt mình phải chịu đựng những cái việc mà mình cho rằng là bất công. Thì đây cũng là một thử thách. Ví dụ như kiểu hôm nay ấy, mình phản đối cái chuyện là đứng ở đây nó ngược chiều gió, tắm thổi đúng không? Mọi người ai phản đối đúng không? Mình không nên nói gì bởi vì đấy nó cô là một trong những thử thách. Thật sự là cũng cảm ơn những ý kiến của ban giám khảo đưa ra. Cũng là một cái kinh nghiệm để mà những cái mình tốt hơn. Sau khi được phân tích và một hồi nhiều ý kiến của ban giám khảo góp ý, sẽ rút kinh nghiệm từ những tấm ảnh đó và cố gắng trong cái vòng thi phụ. Và em hy vọng là nó sẽ từ con số 7 lên con số 10. Và lần này chắc chắn Kim Anh sẽ thể hiện hết sức mình một lần nữa. Và nếu mà ok, nếu mà có bị loại thì cũng Kim Anh cũng chấp nhận thôi, bởi vì ít ra mình đã cố gắng hết sức. Và hy vọng là các bạn sẽ coi cái phần thi kế tiếp của Kim Anh và cho ra một cái nhận xét công bằng nhất. Lọt vào top nguy hiểm lần này thì thực ra Huyền Thạch khá là buồn. Bởi vì mình cảm giác như là mình đang, cái phong độ của mình nó đang bị đi xuống một chút. Trong phần thi photoshoot dưới nước này, các bạn sẽ có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, các bạn sẽ chụp hình cá nhân. Nội dung thứ hai, các bạn sẽ chụp hình với anh Huy. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để các bạn được đồng hành tiếp tục với cuộc thi. Chúc các bạn thành công. Kim Anh, Trúc Anh, Ngọc Dung, Huỳnh Thi, Ngân Hòa và Huyền Thạch là 6 thí sinh bị lọt vào top nguy hiểm. Họ sẽ phải thi tiếp phần thi phụ là chụp hình cá nhân và chụp hình đôi với giám khảo Lương Gia Huy trong hồ bơi. Sẽ có 3 thí sinh bị loại sau phần thi này. Đó là ai? Chúc mừng Huyền Thạch. Đơn giản nhất, đẹp nhất. Rất đẹp chúng anh, đơn giản nhất là đẹp nhất. Chậm chậm lại. Hạn chế ngước mặt lên cao quá nha. Anh cần góc đơn giản của em nhất. Em chỉ cần đứng đó mà thu hút anh rồi. Bộ này rất là đẹp, nhưng nếu như là nếu như biết biểu diễn. Ngọc Dung cho anh những cái đơn giản nhất. Bình tĩnh lại. Chạm lại. Đúng rồi. Đó, đúng rồi. Quạt ít thôi, quạt nhiều quá, nước lên nhiều, nó sẽ che hết cái mặt của em. Đúng rồi, nhìn tập chú ấy. Toàn nhé Thi nhá. Cho cái nào phải ồ lên đi coi. Nó gọi là cho tụi anh cho là wow. Rất đẹp em. Đây làm tốt đó. Tập trung vào cơ thể của em, không cần với nước hết. Em show hết cơ thể của em ra. Tấm cuối cùng, cho em chuẩn bị dáng tấm cuối cùng. Xong. Anh kết thúc luôn, không cho em thêm tấm nào nữa. Không cho nữa, đi lên. Mặt của em giống như Kim Kardashian nữa. Yeah, yeah. Em tinh thần em đang có. Cái body của em chưa có, kết nối nó vô. Tiếp tục đi, đúng rồi. Mở mắt nhìn sâu vào ống kính cho chị. Mở mắt. Đúng rồi, mắt đừng lờ đờ nhá. Được rồi.
Đúng rồi. Kim Kardashian này chút xíu nè. Đúng rồi. Rất là cô Kim trong này luôn. Ôi. Đẹp hơn quá. Kim Anh lại tin là Kim Anh sẽ vào được. Vẫn là niềm tin thôi. Không biết là sự thật như thế nào. That's it. Ok. That's it. Rất sáng tạo. That's it. Bom bom bom. Em cũng đã biết điều khiển được khuôn mặt, hình thể cũng như là cái mái tóc của mình. Có lẽ là Huyền thích chụp ở hồ bơi hơn một chút. Nó nhiều yếu tố khiến cho mình được cảm thấy thoải mái và thả lỏng cơ thể hơn. Huyền rất tự tin và Huyền tin là kết quả sẽ tốt. Huyền thi đầu tiên, wow, Huyền thi xuất sắc. Về thí sinh Huyền thi thì em thấy khi cô hiểu được cơ thể của cô ấy, cô biết tiết chế lại những cái động tác cũng như những cái ánh mắt, những cái bờ môi, nói chung là thần thái của cô ấy. Khi cô tiết chế lại được thì nhìn cô rất là sắc sảo và đẹp. Anh đồng ý. Thi thấy sao khi làm việc chung? Huỳnh Thi là một người đã có kinh nghiệm. Thì cô ấy biết tiết chế lại hơn về những cái hành động hoặc là những cái biểu cảm của gương mặt mình để nó dung hòa hơn giữa người bạn diễn mình cũng như là người photo. Thì Huỳnh thấy bạn này cũng có tiềm năng. Kim Anh cũng giống như Huỳnh Thi thì cũng là một cái cô gái rất là mạnh mẽ và muốn chứng tỏ mọi người tôi có thể làm được và làm được. Hài lòng với Kim Anh. Bạn nghĩ trong một những thí sinh gọi là dẫn đầu trong cái cuộc thi này, Ngân Hòa. Thì Ngân Hòa đối với Huy thấy thì đây là cô bé ở ngoài nhìn rất là dễ thương, mặt rất là xinh. Nhưng giá như khi mà lên hình cô ấy biết tận dụng những cái lợi thế đó nhiều hơn về cái biểu cảm, có lẽ cô ấy vẫn chưa có tận dụng nhiều, quý vị phải cần có thời gian hơn. Chúng ta luôn luôn bảo cô ấy phải làm gì, phải như thế nào thì cô mới làm được. Còn cô không có sự chủ động của nó. Hoàn toàn đồng ý hết tất cả những như là nãy giờ hai em nói. Nhưng mà anh đang đánh giá trên hình ảnh. Cô biết được và show những cái đẹp nhất có thể. Có thể của mình và tốt nhất của mình. Chúc anh. Chúc anh. Anh vẫn chưa khám phá ra được chúc anh. Cô ấy muốn thể hiện mình hơn thế nữa. Nhưng mà thực ra là cô ấy vẫn chưa biết mình đang làm gì. Ngọc Dung. Cô gái này thì theo em thấy thì từ đầu đến giờ ấy, cô luôn luôn muốn thể hiện bản thân mình. Nhưng mà cô vẫn chưa hiểu mình muốn gì. Nhưng mà về ngoại hình và cái góc mặt của cô ấy cũng thích hợp cho làm mẫu. Huyền Thạch, cô gái này có khuôn mặt vô cùng sắc. Em thấy đúng cái rồi. Phần thi này thì cô gái này chọn cái bộ đồ trang phục với bộ ok hơn là cái bộ đồ lúc buổi sáng khi mà chụp ở biển. Tông màu đen và những cái đường viền đó nó làm nổi bật lên cái body. Nó sexy và nó gợi cảm hơn đúng không? Với cái mái tóc kiểu make up, layer make up và một kèm thêm đôi môi đỏ. Thì em cảm thấy cô ấy đột phá rất nhiều so với phần thi trước. Nếu để nói tên ba người có thể bị loại thì chắc là người thứ nhất là Dung, Huỳnh Thi. Người thứ ba thì em nghĩ cái gì là cũng ngay tại ngay sức. Em nghĩ là một là Hòa, hai là em. Em thấy Ngọc Dung sẽ là cái tên đầu tiên thì chắc chắn. Còn một người mà Kim Anh không muốn một chút nào đó là chị Huỳnh Thi.
nghĩ là Trúc Anh. Trúc Anh hay là Ngân Hòa, Huỳnh Thi là những cái tên mà Huyền Thạch cảm thấy rất là lâu Huyền Thạch mới có thể nhớ được tên của các bạn ấy, chứng tỏ là sự nổi bật của các bạn ấy đối với Huyền cũng chưa nhiều lắm. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi xuất sắc nhất ngày hôm nay. Đồng thời thì cũng cảm ơn thương hiệu thời trang Bikini Passport đã đồng hành cùng chúng ta trong các thử thách của ngày hôm nay. Và sau đây thì anh xin mời hai vị giám khảo có đôi lời nhận xét về các bạn. Đầu tiên xin chúc mừng 6 bạn đã có những cái phần thi tốt. Các bạn đã tiếp thu hơn, lắng nghe hơn và biết phô diễn những cái thế mạnh của mình hơn nữa. Thật sự em muốn khen 6 bạn. Nếu mà những gì em làm ở đây mà thực hiện ngồi kia, em không thuộc trong nhóm 6 bây giờ. Trong cái luật chơi này phải bắt buộc có 3 bạn sẽ ra về tối hôm nay. Xin mời thí sinh Kim Anh. Trong cái shoot em tạo ra những cái post thì anh tự nhiên anh nghĩ tới Kim Kardashian và anh tặng em cái đó. Rất hài lòng về những tấm ảnh của em và đồng thời cái cách thể hiện của em qua ống kính. Anh xin chúc mừng em. Đây có thể là giống như một cái cá nhân của anh nhận định làm việc từ sáng cho tới chiều. Sau khi nhận xét xong, anh cảm thấy về em, anh không hài lòng về thái độ. Mọi người không có tôn trọng em lúc mà em đi thi phần cách quật. Tới bây giờ em vẫn rất là bị xúc động về cái phần đó. Có thể là do như vậy. Cho nên là em, lúc mà ban giám khảo nói em sẽ có những cái, nhưng mà em đã rất cố kiềm chế. Thì sáng nay em mới không có những cái lời nói không chủ đúng mực. Nhưng mà nếu mà bắt em kìm hết tất cả thì ok, nếu mà đây là một lời góp ý của anh, em sẽ tiếp thu và em cố gắng kìm tất cả mọi thứ. Như chị cũng đã từng tham gia các cuộc thi truyền hình thực tế, và chị đã rơi vào hoàn cảnh như các em hiện tại đứng, như các em, chị đứng vào tốt nghiệp không biết bao nhiêu lần và không biết bao nhiêu lần rơi nước mắt. Và chưa một lần nào chị dám tỏ thái độ. Họ không để ý đến em, tại sao họ biết em sai chỗ nào để sửa cho em. Họ không biết em sai chỗ nào, họ lấy gì để khen em. Chị hiểu cái cảm xúc của em. Xin mời Huỳnh Thi. Em thấy khi em tiết chế bản thân em đẹp hơn chưa? Khi em làm nhẹ nhàng, từ tốn thì bức hình của em là như thế này đấy. Thật sự là em rất là vui luôn. Có những cái bức hình như vậy em cảm thấy có một sự thay đổi gì đó. Mặc dù trước đây em cũng có chụp hình đẹp, nhưng mà xem tự nhiên em cảm thấy em thích bản thân em quá. Chị đứng đây không phải là chị chỉ trích em, mà chị đang chia sẻ với em. Lắng nghe dần, từ từ thay đổi, từ từ tiết chế. Chúng ta sẽ có những thành quả thật đấy. Ngân Hoa, đây là hai tấm đẹp nhất mà bọn chị có thể chọn cho em. Em quá an toàn. Việc quá an toàn trong một cuộc chiến như vậy thì sẽ khiến em lùi về sau. Khi mà cái biểu cảm mình chỉ có một màu vậy thì những cái người làm việc chung em, người ta sẽ mau nhàm chán. Chúc mừng em cái buổi shoot ngày hôm nay và có hình hai tấm mình. Đối với anh rất đẹp. Ok, cảm ơn em. Xin mời Ngọc Dung. Nếu mà nói chụp ảnh thì đây là đếm trên đầu ngón tay của em. Thực sự là em khá yếu về việc chụp ảnh. Chị cảm thấy em rất cố gắng. Em đã rất cố gắng thay đổi bản thân mình. Em cố gắng thoát ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Nhưng mà thực sự kết quả thì nó chưa được như những gì mình mong muốn. Góc mặt và đôi môi của em, nếu như em cho góc mặt em xuống, mở chút xíu môi nhẹ ra, nó sẽ sexy hơn lúc nào. Cảm ơn Dung. Chúc Anh. Thế sao Chúc Anh? Đây là lần đầu tiên em chụp bikini. Thấy chắc nhìn không giống mình. Tấm hình này chị phát khóc khi vì hai cái chân của em. Em cứ duỗi thẳng đơ đấy. Chị bảo em cọc vào người Huy, em lại đẻ xuống đây. Chị bảo em chân kia lên, em cứ thẳng. Giá như em mang cái sự ngọt ngào, đáng yêu của em vào bức hình của em thì nó sẽ khác. Huyền Thạch, em thấy như thế nào? Lần đầu tiên em thấy hình ảnh của em như này. Đây là một tấm hình vô cùng chuyên nghiệp theo như chị đánh giá. Chị bảo em là show body mình lên. Thì đây là tấm hình mà em đã làm. Khi em biết cách khoe đường cong cơ thể của em ra thì nó làm cho mình cảm thấy người rất là thoáng, rất là dài. Nói chung là đẹp khoe xấu che và em đã áp dụng tốt về cái cách diễn xuất và cái gương mặt của em chiều nay. Trên tay Oanh có 3 cái tên, đồng thời cũng là 3 cơ hội để cho 3 bạn tiếp tục đồng hành với cuộc thi. Những người không được gọi tên sẽ lập tức trở về phòng, thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc thi. Những cô gái ở đây đều là những cô gái xuất sắc nhất. Các bạn ra về ngày hôm nay không phải vì các bạn thể hiện chưa tốt, làm chưa tốt, mà tại vì có những bạn tốt hơn mình. Mình cần thời gian để trau chuốt hơn, để học hỏi nhiều hơn. Khi mình có một sân chơi mới, mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, mình sẽ tiến xa hơn trong những dự định cũng như ước mơ của mình. Chắc chắn mọi người cũng sẽ đoán được cái tên này. Một cô gái có chiều cao rất
cao mà đã đối đáp với anh Ly từ sáng. Xin chúc mừng em, Huyền Thi. Xin chúc mừng em, Huyền Thật. Cố gắng hơn nha. Ngọc Dung, em có muốn chia sẻ gì với cuộc thi hay chương trình không? Với các bạn ở đây không, nếu mà em phải là người ra về? Xét tổng thể từ đầu đến cuộc thi đến giờ thì em thấy là khá là không công bằng đối với em. Tại vì em nghĩ là em có đủ sức để đi xa, nhưng mà chỉ là hôm nay em không may mắn là cái việc này là nó khá là khó. Kim Anh, nếu như em là người sẽ ra về, nếu như em phải ra về hôm nay thì em nghĩ đây là một sai lầm thôi ạ. Bởi vì em biết là em có những gì và không có những gì, và em biết là em sẽ cần phải khắc phục những gì. Em cũng là lần đầu tiên trải nghiệm làm chụp ảnh với bikini. Nếu mà xét từ đầu thì em luôn hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, và team của em thì đều đúng nhất và nhì. Chỉ có cái buổi xuất team hôm nay thì em cảm thấy là mình bị lọt một chút nguy hiểm. Và nếu mà em là người phải ra về thì em cảm thấy không công bằng. Hôm nay mình thiếu một chút kinh nghiệm, mình sơ sót một chút. Nhưng mà lúc nãy khi nhìn thấy hai tấm hình thì em nghĩ là sau này em sẽ làm được nhiều hơn, sẽ làm nhiều hơn nữa so với cái bản thân của em. Ngọc Dung, chị xin lỗi em, vì chị không thể giữ em ở lại. Chị hy vọng rằng sau cuộc thi này em sẽ phát triển hơn. Có một ngày nào đó chúng ta có duyên sẽ gặp lại em sẽ tốt hơn, đẹp hơn và khiến chị cảm thấy chị đã sai. Anh quyết định chọn giữ lại. Nếu như em phải ra về hôm nay thì em nghĩ đây là một sai lầm thôi ạ. Nếu mà em là người phải ra về thì em cảm thấy không công bằng. Sau này em sẽ làm được nhiều hơn, sẽ làm nhiều hơn nữa so với cái bản thân của em. Anh quyết định chọn giữ lại. Đó là Kim Anh, Kim Anh. Xét về mặt bằng chung thì về sự mạnh mẽ, sự nhiệt huyết và kinh nghiệm thì ba người đi tiếp có nhiều kinh nghiệm và lợi thế hơn ba đứa em. Muốn gửi rất là nhiều lời đến tất cả các bạn còn lại. Em hy vọng rằng các bạn sẽ cố gắng, thật sự cố gắng, thực sự nỗ lực, có nhiều sức khỏe để mà chiến đấu hết mình. Có thể là đừng quá quan trọng về kết quả, bởi vì mỗi chúng ta đều, khi mà mỗi lần chúng ta trải qua những thử thách là đã chiến thắng bản thân mình rồi. Cho nên là các bạn hãy tự tin, chơi hết mình. Chúc các bạn may mắn và thành công. Vậy là đã tới lúc Ngọc Dung, Trúc Anh, Ngân Hòa phải rời khỏi cuộc thi. Chỉ còn lại 8 thí sinh tiếp tục đồng hành. Top 5 cô gái xuất sắc nhất đang dần hé lộ. Lần tới, họ sẽ tiếp tục những phần thi đầy khó khăn và căng thẳng. Họ sẽ thể hiện như thế nào?